Mà câu sữa truyền thống nhất của em đó là đổi khúc dưới lên trên, sau đó em đổi khúc trên xuống dưới. Em tên là Phùng Khánh Anh Thư, em năm nay 18 tuổi lẻ được mấy tháng rồi. Thì em học xong được khóa Anh Văn ở Seusa 10 tuần. Sau đó vì lý do cá nhân em về đây. Ngày mốt em bay tiếp. Em sẽ sang đó học tiếp cái gì? Dạ em sang đó em sẽ bắt đầu khóa học đại học của em, ngành quản trị khách sạn ở Local Dumbia. Còn nói thẳng về cái khóa học Anh Văn á, nói thôi nhớ cắt nha anh. Làm bài thì ở đây, hồi đó em học theo kiểu dạng học IELTS á, thì đi vô, viết muốn viết gì mình viết. Viết đó là chuyện của mình chỉ cần for example thôi, là có liền cái ví dụ. Qua bên đây, nó không cho mình lấy ví dụ, nó bắt mình tìm bài não trên mạng á. Sau đó rồi, phải chỉnh sửa lại, phải chỉnh sao thành câu đó là câu của mình, nhưng mà vẫn là phải từ trên đó ra. Đó, copy trang xong. Mà nó còn có hẳn cả một cái trang web để check coi là mình có phải là mình copy không. Cho nên em đâu dám copy đâu, em phải sửa lại. Mà câu sửa truyền thống nhất của em đó là đổi khúc dưới lên trên, sau đó em đổi khúc trên xuống dưới thành câu mới. Thì không, em quen với một cái bà người gì đó, em kêu bà là bà quấn quấn đấy, em quên tên nước bà là nước gì rồi. Mấy cái bà mà mũi cao cao mà da ngăm ngắm bên Trung Đông á chị, khu Dubai, Ả Rập Xê Út đó. À, đó đó quanh quanh đó em không biết bà tin, em không nhớ bà nước gì nữa, em kêu bà quấn quấn. Thầy đi qua, đi học quấn quá che không à. Cô mẹ đó nói với em là mày nên làm cách học khác đi, nhìn đơn giản quá. Nhưng mà em nói là học nhiều á thì sẽ thấy cách của em đơn giản, xong học được tới nửa cuốn cái bà đổi thành cách của em luôn. Nói chung là họ cũng thẳng thắn chị, thẳng thắn. Cách dạy thì cũng tùy người thôi, mình nhớ cắt nhanh. Học cũng hơi mệt một xíu. Vô trong đó, nói chung là em học, em thấy em qua bển em cũng chăm chỉ lắm. Em đi học, em trễ học, em cũng ráng em đi học nữa. Kiểu không, em không nghĩ ngày nào hết nha. Rồi tự hào lắm, đó là em tự hào lắm. Bà quấn quấn bà cứ hỏi em là tại sao mày không nghĩ đi. Không, tao thà là tao đi học vô rồi tao đi chơi chứ tao không bao giờ tao nghĩ hết. Mà còn có mẹ đó, mẹ nói với em là tao mà trễ học là tao nghỉ luôn, ở nhà ngủ cho sướng, mắc gì phải thay bộ đồ đi vô trường ngủ. Thiệt ra thì em thấy là mình cũng nên nghỉ một ngày. Em đã được chị chủ nhà dắt lên tới trường rồi, em cũng được coi trực tiếp một cái lớp học dạy nấu ăn. Vì em không biết nấu ăn, nhưng mà em đã được coi trực tiếp một cái cách dạy rồi thì em thấy nói chung là lớp học thì cũng ít người chị. Lớp học ít người chung với lại giáo viên nè, chắc vô dính đó thực hành, cho nên giáo viên người ta chỉ mà kiểu trực tiếp với chị. Có hai cái tivi trên đây nè. Em cũng không biết nữa. Nói chung là em đi vô cái em thấy là giáo viên đang chỉ dạy mà chỉ cũng trực tiếp, cũng chỉ chi tiết lắm. Em còn nhớ nữa đó là chỉ cách rút xương con chim cút. Ông nói xong em còn thấy mặt mấy anh chị học sinh kiểu mặt đúng hơi nản. Em thấy chắc hơi khó, em nghĩ chắc sẽ khó. Dạ đúng rồi, em cũng vô trực tiếp rồi, nhưng mà cái vấn đề ý là cái bề ngoài của nó á. Trời, nhìn nó vuông vuông giống vậy nè chị. Vuông vuông giống vậy nè. Nó có màu trắng, cái tên giường thì màu xanh, nằm trên đây nè. Bề ngoài xấu lắm. Đi vô rồi chị đi, em biết đường ra. Rộng. Rộng lắm hả? Dạ rộng, ý là nó nhiều ngõ á chị. Đi điên khúc cái ngã tư, điên khúc cái ngã tư. Mà từ nhà ở của em lên đó gần không? Dạ khoảng 40 phút. Dạ ý là em đã chuyển qua chỗ gần hơn rồi chị, tức là nó đi trong khoảng 40 phút. Ôi vậy hả? Dạ, còn nếu như mà em ở chỗ cũ thì đi khoảng 1 tiếng. Cho nên em chuyển tới chỗ 40 phút. Em nghĩ mà thiệt ra là vấn đề của em là tại vì em qua đó nhưng mà em chưa có cơ hội tiếp xúc với lại người dân Úc đó chị. Cho nên em muốn ở với lại người Úc để coi thử cái cách sống của người ta sao. Ở đủ rồi chị đi ra chị. Toàn là phải bị chửi mấy lần mới biết xài thôi. Mà qua bên đó thì